Thưa quý vị, ngay sau khi phát hiện hai trường hợp F0 tại thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong chiều nay. Hai ca F0 trên địa bàn thôn Cẩm Nam được phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình. Trước đó, hai trường hợp này đã xét nghiệm 4 lần nhưng đều âm tính. Đến lần thứ 5 vào ngày 1 tháng 9 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguồn lây. Hiện địa phương tập trung truy vết và tiến hành cách ly triệt để các đối tượng liên quan. Thực hiện chỉ thị 05 cũng như là quyết định 2788 thành phố thì trong thời gian này người dân ở nhà không đi đường, cho nên là qua hai ca F0 thì truy vết được là 3 F1 để là người thân trong gia đình. Thì qua test nhanh là có được 2 ca dương tính. Tuy nhiên kết quả PCR là ngày 1 tháng 9 là có 1 ca dương tính. Thì tất cả trường hợp mà F0 thì đã đưa đi chữa bệnh. Còn F1 thì đưa đi cách ly tại khách sạn. Đồng thời thì xã tiến hành quanh vùng thì trên khoanh vùng là 53 hộ, trên 199 nhân khảo thì đã tiến hành xét nghiệm trong ngày 1 tháng 9 và kết quả là rất âm tính. Tuy nhiên là mình thấy cái nhận thấy địa bàn Hòa Châu thì hai ca F0 này để chiều chưa rõ nguồn lây. Cho nên là xã thấy nguy cơ trong địa bàn rất cao. Cho nên trong thời gian đến thì tiếp tục đề nghị huyện với thành phố là quan tâm cho xem xét xét nghiệm cộng đồng cả thôn Cẩm Nam. Để ngăn chặn đàn lây lan của chuỗi lây nhiễm, thôn Cẩm Nam cũng đã lập tức lập các chốt cứng tại khu dân cư, bố trí lực lượng trực 24/24. Đặc biệt trên địa bàn thôn Cẩm Nam có chung cư Nam Cầu Cẩm Lệ với 6 block, hơn 400 hộ đang sinh sống. Chính vì vậy, việc không để dịch xâm nhập vào khu chung cư là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hòa Châu là giáp ranh với lại cái phường Hòa Xuân. Ở trên địa phường Hòa Xuân thì có khu dân cư thì cũng ảnh hưởng với thấy tình hình hơi phức tạp của Hòa Xuân, cho nên xã cũng đã chủ động, thứ nhất là khi đặc biệt là khi phát hiện mà hai ca cộng đồng mà chưa rõ nguồn lây thì xã cũng đã tiến hành là tất cả những cái đường mà để đến khu dân cư á, bởi vì mình bảo vệ tất cả những nguồn lây đường tránh vào khu dân cư thì tất cả những đường thì nó có 5 đường chính đi qua khu dân cư thì đã rào kín, đồng thời thì thiết lập một cái chốt mềm để mà quản lý người dân ra vào khu dân cư. Bên cạnh đó thì cũng đã chỉ đạo cái ban điều hành của thôn cũng như tổ Covid là đảm bảo lương thực thực phẩm cho bà con. Trong những ngày tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hòa Châu tiếp tục truy vết, xét nghiệm diện rộng để kiểm soát tốt tình hình, ổn định đời sống nhân dân.